Sau đây mời quý vị xem những võ sĩ dùng những trò dơ bẩn nhất hành tinh để hòng giành chiến thắng trước đối thủ. Khi coi nhớ đừng quá bức xúc nhé. Cảm ơn. Tớp những võ sĩ dùng những chiêu trò dơ bẩn nhất hành tinh để hòng giành chiến thắng. Trận đấu giữa Floyd Mayweather và Victor Ortiz. Là một cuộc chiến cho danh hiệu vô địch hạng trung WBC được tổ chức vào ngày 17 tháng 9 năm 2011 tại GMG Ranch, Las Vegas, Nevada và được truyền hình trực tiếp qua HBO. Sau trận đấu này, Floyd kiếm được 20 triệu đô la và có thể lên đến 40 triệu đô la tùy theo lượt xem sau trận đấu, còn Ortiz được 2 triệu đô la. Trận đấu này đã thu về 78 triệu đô la thu nhập cho nhà tổ chức HBO. Và đây là doanh số rất lớn nằm ngoài các trận đấu quyền Anh hạng nặng. Bây giờ mời quý vị hãy nghe cuộc phỏng vấn của ông Larry, là một trong những interviewer lão làng trong làng quyền Anh thế giới, đang làm việc cho HBO, nhà tổ chức những trận võ đài đỉnh cao của làng quyền Anh thế giới. Sau khi Floyd Mayweather giành chiến thắng một cách dơ bẩn trước Victor Ortiz, ông Larry nói: "Chúc mừng Floyd, bạn có nghe là khán giả trong nhà thi đấu la ó phản đối anh khi anh đấm lén vào Victor hay là không? Trong khi anh và Victor ôm nhau, một cử chỉ thân thiện thông thường của các võ sĩ, và Victor không phòng bị, chuyện này là thế nào?"
Floyd trả lời, đầu tiên tôi cảm ơn Chúa đã ban cho tôi chiến thắng. Chúa đã an bài, anh ta cụm đầu vào mặt tôi. Trong trận đấu thì anh phải luôn bảo vệ mình. Và tôi đấm anh ta bằng tay trái khi anh ta không phòng bị, và đó là câu chuyện. Ông Larry nói, anh nói rằng anh đấm Victor cho dù anh ta không phòng vệ, bất chấp là anh ta đang có một nghi thức thân thiện để xin lỗi anh sau khi Victor phạm lỗi. Anh đã cố tình đánh lén Victor khi hai người đang ôm nhau thân thiện. Anh giải thích rõ về hành vi này. Floyd trả lời, tôi muốn cảm ơn mọi người đã trả tiền để xem trận đấu và cảm ơn ông một người khiêm tốn. Larry nói, chúng ta đang nói về hành vi không đẹp của anh chứ không nói về các nhà tài trợ. Bây giờ anh hãy xem lại những cú đấm dơ bẩn của anh nhé. Floyd trả lời, chúng tôi chạm găng, một cú đấm tay trái rồi bồi thêm một cú đấm tay phải, chỉ có thế mà thôi. Hãy bao giờ chính bạn, anh ta đánh xấu tôi đánh lại. Nếu anh ta muốn tái đấu thì ok thôi. Larry nói tiếp, cái đó gọi là đánh lén, quá bất công cho Victor. Floyd bắt đầu nói ngang, Larry, ông chưa bao giờ công bằng với tôi. HBO sẽ sa thải ông. Ông chẳng biết cái quái gì về quyền anh. Ông thật là rác rưởi. Larry trả lời, anh là thằng nhóc nhỏ hơn tôi 50 tuổi, tôi sẽ đá dập cái mông của anh. Trận đấu giữa Evander Holyfield, Riddick Bowe. Ngày hôm nay, Evander Holyfield mặc quần màu vàng, Riddick Bowe mặc quần màu trắng. When Evander leans in like this, he is susceptible to that uppercut. That's right. That's the bread and butter punch for Riddick Bowe, that uppercut. They trade leather at close quarter. Holyfield trying to remember to go to the body. He better remember to get out of there. He's got too many rounds left to start mixing it up with the big guy. You don't want to go shoulder to shoulder with Riddick Bowe. He is too sharp and has too many weapons inside. And not only that, as he leans on you with that 246-50 pounds, really, it starts to wear those thin legs of Evander Holyfield down. That's a strategy you understand pretty well, huh? Yeah, you lean on him and you keep leaning and the thin legs can't take it. He just haven't gotten one straight shot going. I'll agree with one thing with you, George, though. He can win the fight with the jab if that's all. And a straight right hand, but everything is slapped on side the jaw. Abrasion above the left eye of Riddick Bowe. There may be blood beginning to emerge from Bowe's left eye. Mặc dù tiếng còng đã vang lên chấm dứt hiệp đấu, nhưng hai võ sĩ vẫn lao vào nhau như hai con trâu điên. Báo hại ban tổ chức và ban huấn luyện phải nhảy vào can ngăn. Nếu không thì hai võ sĩ này vẫn tiếp tục đấm đá cho đến bây giờ.
Trận đấu giữa Bernard Hopkins, Jack Dawson, mặc dù là một huyền thoại quyền Anh hạng trung thế giới và trị vì ngôi vị của mình khoảng 30 năm, nhưng Bernard Hopkins là một võ sĩ không fair play. Anh luôn dùng trò tiểu xảo để thắng đối thủ. Bernard Hopkins mặc quần đen, Jack Dawson mặc quần xám. Trong trận đấu ngày hôm nay, Dawson bị Hopkins dùng thiết đầu công một cách phạm luật và anh bị chấn thương vùng mặt. Trời bất dung gian, mặc dù chơi tiểu xảo dơ bẩn, Bernard Hopkins vẫn nhận một thất bại chua cay. Đến đây Tradingo xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của đại gia đình trong thời gian vừa qua. Kính mong đại gia đình tiếp tục đăng ký, xem và chia sẻ video với bạn bè. Tradingo xin kính chúc đại gia đình một ngày bình an. Cảm ơn.